Mọi người lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ. Và ngày hôm nay lại là một ván trải của Đi đây. Ván trải ngày hôm nay nếu mà mọi người chú ý kỹ ấy, cảm thấy nó rất là Phật pháp luôn á, cảm thấy nó rất là sâu thẳm nỗi đau luôn. Và ván trải ngày hôm nay với cái chủ đề này là ai sắp chạm vào nỗi đau chấp niệm của bạn. Ai sắp chạm đây, cái người này có thể là những người đã xuất hiện rồi hoặc chuẩn bị xuất hiện. Cho nên mọi người nhớ open ra. Bên cạnh đó thì là chấp niệm. Chấp niệm là cái gì? Chấp niệm tức là một cái điều gì đó bạn giữ trong lòng. Nó gần như là một cái dạng cố chấp. Cái sự cố chấp đó nó khiến cho bản thân bạn trở nên dây dứt nè. Rồi nó tạo ra một cái vết thương lòng. Để từ đó mỗi khi mà bạn nghĩ đến thì bạn thấy kiểu là bạn rất là áy náy, bạn rất là đau lòng, bạn rất là khắc khoải về nó. Nó gọi là chấp niệm. Và cái topic của ngày hôm nay thực sự là Dear được gây cảm hứng từ một cái bạn xem YouTube của Dear. Đó là cái bạn GGTG. Nói chung tôi sẽ để cái hình ở đây nha. Đó, để cái hình ở đây. Đi cảm ơn bạn này rất là nhiều với cái chủ đề của bạn á, đã gây một cái nguồn cảm hứng từ cái chữ chấp niệm. Thì đi vẽ ra cái câu chuyện và vẽ nên cái ván trải ngày hôm nay. Và như những cái ván trải bình thường ngày hôm nay, đi có 4 tụ bài, 1, 2, 3 và 4. Tụ bài đầu tiên với viên đá Red Zapper. Tụ bài thứ hai với viên đá Lapis Xanh. Tụ bài số 3 với viên đá Thạch Anh Tím. Tụ bài cuối cùng là Thạch Anh Trắng Trong Trong. Ok, còn bây giờ thì mọi người hãy bắt đầu lựa chọn cho mình cái tụ bài. Và nhớ rằng bởi vì đây là một ván trải bài chung, cho nên mọi người hãy đón nhận những cái thông điệp từ ở trong những cái trang trải này á, thật sự là open và cởi mở nhất nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Tụ bài số 1 bắt đầu. Tụ bài số 1 với cái viên đá Red Zapper màu cam. Nghe vô lý ha, Red Zapper nhưng mà lại màu cam. Rồi, vậy thì cái tiền đề của chúng ta đó chính là, vậy thì cái chấp niệm đó của bạn nó là cái gì? Ở đây Dia có một lá bài trong bộ Oracle của Dia và Dia có lấy thêm 3 lá Tarot cho cái câu hỏi này. Vậy thì cái chấp niệm của bạn là cái gì? Dia nhìn thấy cái chấp niệm của bạn có thể xoay quanh một vấn đề nào đó trong cái việc vật chất hoặc là công việc của bản thân. Đây, King of Earth, Hermit, Knight of Air, Knight of Swords. Đi sẽ bàn về cái lá bài này một chút xíu ha. Đây là một cái lá bài ở trong cái bộ quỷ học. Và cái con quỷ của bạn ở đây đang nhìn thấy được cái lá bài này nó mô phỏng, đó chính là con quỷ Mammon. Thì cái con Mammon này á, nó đại diện cho một trong 7 cái đại tội ở Kitô giáo, đó là chính là cái tội tham lam. Thì không biết là cái chấp niệm của bạn nó liên quan gì đến cái tội tham lam này. Không biết là nó liên quan gì ha. Nhưng cái thông điệp mà của cái con Mammon này gửi đến bạn á, đó là cái việc là bạn thường xuyên tập trung vào cái việc muốn đạt được một cái danh vọng hoặc một cái ước vọng nào đó, mà đôi khi quên đi cái bản thân bạn cần phải có những cái sự tiết chế cần thiết. Đôi khi bạn quá tham lam và cái sự tham lam đó nó không cần thiết trong một vài vấn đề. Cho nên á, chính cái sự tham lam này của bản thân bạn nó là đang là một trong những cái sự ám ảnh gây nên chính cái chấp niệm của bản thân. Cái tham lam này á, nó có thể là cái tham lam trong công việc, tham lam trong danh tiếng, tham lam trong tình cảm. Nhưng ở đây đi nhìn thấy rất là rõ, đó chính là tham lam trong công việc, vật chất, địa vị xã hội. King of Earth cho thấy được rằng á, bạn là một cái người có cái định hướng rất là tốt. Tuy nhiên bạn á, bạn hay bị theo kiểu bạn hay bị ám ảnh bởi chính những cái danh vọng mà bạn tạo nên. Bạn hay bị ám ảnh bởi chính những cái mà rào cản của ước vọng mà bạn đã dựng nên. Cho nên là chính cái điều này luôn, chính bản thân bạn là cái người gây ra cho bạn cái chấp niệm. Đó, ở đây chúng ta còn thấy một lá là The Hermit, cho thấy được rằng á, ở đây bạn là một người rất là kỹ lưỡng. Bạn giỏi, đi xin nhấn mạnh là bạn là một người có cái khả năng và bạn thật sự là một người rất là giỏi giang. Tuy nhiên cái khả năng của bạn nó một phần cũng làm hạn hẹp lại cái con người của bạn. Cái hạn hẹp đây chính là hạn hẹp khiến cho bạn bó buộc trong chính cái chấp niệm của bản thân bạn. Đó chính là chấp niệm từ sự tham vọng. Ok, chúng ta bắt đầu. Vậy để xem, chúng ta vào vấn đề chính luôn. Vậy thì ai là người sẽ đến, hoặc là ai là người sẽ chuẩn bị, ai là người chạm vào chính cái nỗi đau chấp niệm này của bạn? Bởi vì cái chấp niệm này á,
đi nhìn thấy được rằng là bạn cũng không thích người ta khơi lên cái việc là bạn là một cái người hay bạn là một cái người có cái định hướng, và từ cái định hướng đó khiến bạn hơi tham lam một chút xíu, thì ai? Rồi, hãy cẩn thận một người nào đó trong công việc của bản thân bạn. Đây là một người sống rất tình cảm. Người này đối hầu như là mọi thứ, mọi khía cạnh trong cuộc sống của người này đều đối chọi lại với bạn hết. Nếu mà bạn được thể hiện bằng lá King of Earth, tức là King of Pentacles đây, thì người đó được đại diện bằng lá King of Cups. King of Cups. Ở đây bạn có một lá Temperance. Người này thế kiểu là họ cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Người này sẽ xuất hiện trong công việc của bạn. Họ sẽ đạp đổ trên cái tham vọng của bạn bởi vì cái thái độ của họ. Cái thái độ họ không hiểu lý do tại sao mà lại là thái độ nữa. Khi ngập khắp ở đây họ đem đến cho bạn nhìn thấy là bạn không bằng họ, hoặc là bạn đem người ta gây cho một cái cảm giác đó là có thể là bạn có quyền lực, bạn có nhiều thứ đó, nhưng cái mà người này có chứ là cái nhiệt huyết, cái cảm xúc, cái khát vọng thực sự, chứ không phải là cái tham lam đó. Và bạn cảm thấy bạn rất khó chịu bởi người này, nhưng hãy nên nhớ người này đến vì một cái ý nghĩa rất là cao đẹp, một nghĩa cử cao đẹp, muốn kiểu như là muốn tẩy uế bạn vậy đó. Nói chung là người này đem đến một cái sự mới mẻ trong cuộc sống bạn. Tuy nhiên cái cách mà họ đến á, thì nó đôi phần khiến cho bạn hơi bực bội thôi, chứ không đến nỗi nha. Tiếp, vậy thì một cái thông điệp dành cho bản thân những người chọn tụ bài số 1 là Ma-át, nữ thần Ma-át. Chúng ta có lá Justice, cân bằng, sự công bằng. Đầu tiên, thật ra là ai sống trên cái cuộc đời này họ cũng sẽ có cái ước vọng, ước nguyện của bản thân họ hết. Cái này nó không là xấu, nó không có xấu. Cái xấu ở đây là khi mà bạn biến cái ước nguyện của bạn á, nó trở thành một cái công cụ của sự kiêu ngạo, hoặc nó trở thành một cái công cụ của sự tham lam, thì nó mới chính là sự, nó mới là cái xấu. Ở đây Justice nó đưa ra cho một cái lời khuyên là hãy luôn luôn nhớ, hãy luôn luôn nhắc nhớ bản thân là cái gì nó cũng ở một cái mức vừa phải vừa đủ thôi. Bạn hãy luôn luôn đặt những vấn đề lên trên những cái cán cân, để từ đó bạn sẽ nhìn ra được là cái điều mà bạn đang cố gắng, hoặc là cái sự kiện, cái sự việc mà bạn đang mong muốn, nó có đáng để được đánh đổi như thế, hoặc có đáng để bạn phải làm như vậy hay không. Ok, tụi bài số 1, kết hợp. Tụi bài số 2, bắt đầu. Tụi bài số 2 với viên đá lapis màu xanh dương. Ok, vẫn là cái chủ đề rằng là ai là người sắp đến để chạm vào cái nỗi đau cái gì tự nhiên quên mất tiêu rồi cái chữ đó, nỗi đau chấp niệm của bản thân bạn đó. Ai, kẻ nào cả gan, thì chúng ta phải xem đầu tiên cái nỗi đau chấp niệm đó là cái gì. Ở đây đi có một cái lá bài để mô tả cái chấp niệm đó của bạn, đó là lá bài của ba an. Thiệt ra đọc nó là ba eo hoặc là ba an nó đều đúng hết. Đây là một cái lá bài mô phỏng một cái tên ở trong bộ bài quỷ học của Đia, và trong sách thì nó ghi như thế này: hắn ta là một con quỷ thống trị vùng đất ở phía đông, hắn có thể ban cho chủ nhân hắn khả năng tàn hình và sự thông thái vô tận, thường xuất hiện với cái đầu của người, ếch hoặc mèo, đôi khi là cả ba. Đây đó, nên mình nhìn thấy không đó. Còn bên cạnh đó thì cái con quỷ ba an này nó nói về cái vấn đề gì, cái thông điệp mà cái con ba an này nó nói đến việc là bạn thường gặp rắc rối với vấn đề định vị bản thân bạn, hay nói một cách khác á là bạn chưa thật sự chứng minh được rằng bản thân bạn có cái gì. Và cái này nó đi kiểu là bạn thường xuyên bạn rất là khát khao đến cái việc là người ta phải biết đến bạn, và thường xuyên bạn khát khao việc là bạn muốn chứng thực bản thân bạn, nhưng đôi khi á cái danh vọng nó không đi đôi với cái thực lực của bản thân bạn. Đây ba em cái lá bài này một. Vậy thì đi muốn hiểu rõ hơn về cái về cái gọi là cái chấp niệm này của bạn nó là cái gì, thì đi sẽ lấy tiếp luôn chấp niệm của bạn nó là cái gì. Thật ra là bạn là một người có rất là nhiều những cái yếu tố tốt đẹp. Chariot cho thấy được rằng là bạn luôn luôn muốn khởi động bản thân bạn, bạn luôn luôn muốn bạn trở thành một người theo kiểu là gọi là tích cực hơn, hoặc là một người theo kiểu là muốn mình trở nên nhanh nhậu, hoạt bát, hoạt ngôn hơn. Bạn đây là cái bạn mong muốn nè. Tuy nhiên cái mà bạn luôn luôn thể hiện cho mọi người thấy là một cái sự trầm mặc, một cái sự trầm mặc. Queen of Earth, bạn như một đi phải ví dụ nha, bạn như một cô hầu nữ im lặng trong một ngôi nhà này. Bạn chấp nhận cái kiểu giống như là bạn thật sự bạn muốn người ta chú ý đến bạn, nhưng mà bạn thường xuyên bạn im lặng á, chứ bạn không thể hiện cái tôi cá nhân, bạn cũng không thể hiện cho người ta thấy là tôi có cái này nè, tôi cái kia nè, rồi làm sao mà những người đó có thể mà biết là bạn có cái gì để mà họ rồi họ sẽ đến rồi họ sẽ ca tụng bạn được đó. Đây chính là cái mặt xấu của bạn, đó chính là bạn muốn có nhưng mà bạn lại không có cái cách thức để cái muốn có đó nó trở thành sự thật. Ok. Và cái mà bạn gặp rắc rối, cái chấp niệm của bản thân bạn đó chính là khẳng định bản thân, khẳng định địa vị bản thân. Đó. Vậy tiếp theo, hãy xem rằng là ai sẽ là cái người đến khơi lên cái nỗi đau này trong lòng bạn. Cái người này có thể là một người bạn cũ hoặc là một người mới. Cho nên là tất cả mọi người hãy
gọi là mở lòng ra nha. Ở đây thì Đi nhìn thấy được rằng là người này là một người mới, họ sắp đến. Đây là một người đàn ông, người này rất là thông thái, người này rất là thông thái luôn nha. Và có vẻ là người này lớn tuổi hơn bạn nhiều. Người này và bạn sẽ có những cái cuộc chạm trán trong cái lúc bạn đi tìm một vùng đất mới. Vùng đất mới là như thế nào? Có thể là sắp tới bạn sẽ đi tìm việc mới nè, sắp tới bạn sẽ có một cái cuộc họp mới, một cuộc hẹn mới, những cái hợp đồng mới, những cái project, những cái dự án mới, hoặc là đi học một cái gì đó mới. Nói chung là bạn sẽ gặp người này ở một cái vùng đất mới, ở một cái chuyến hành trình mới của chính bản thân bạn, chứ không phải là ngay hiện tại, ngay thực tại. Chúng ta vậy thì hãy đến với cái câu lời khuyên cho bản thân bạn. Lời khuyên cho bản thân bạn ở đây, Đi có lấy một lá, đó là lá Spider Woman. Spider Woman với cái thông điệp là Universal Connection. Tức là bạn hiểu không? Cái hiểu rõ của bạn đó chính là bạn muốn định vị bản thân trong lòng người khác, nhưng bạn lại không có cái cách thức và bạn không dám chứng tỏ nó. Đây chính là cái điểm yếu của bạn luôn á. Đây chính là cái điểm yếu của bạn, cũng chính là cái chấp niệm của bản thân bạn đâu. Bạn muốn nhưng mà bạn không có cách nào để thực hiện nó. Hay là bạn bị một cái vài vấn đề giống như là khi mà bạn nói ra, bạn cứ bị léo nhéo, bạn không có nói thành một cái câu một cách hoàn chỉnh. Thì Spider Woman nó mang đến một cái ý niệm là bạn cần kết nối nhiều hơn với mọi người. Universal Connection thể hiện việc là một cái thông điệp từ vũ trụ, bạn cần phải mở lòng ra, bạn cần phải chủ động hơn, bạn cần phải có gan hơn để bạn chủ động kết nối, connection, chủ động kết nối với nhiều người hơn. Và có lẽ cái người đàn ông sắp đến đem đến cho bạn một cái sự giác ngộ bằng cách cho bạn một cái cú thoài thật đau vào trong tim. Người ấy sẽ gửi một ngón tay vào trong tim của bạn và búng 35 cái vô cái giác mạc của bạn để bạn tỉnh ra. Đây, đó, cái người này sẽ đem đến một cái giống như là khơi sáng cho bạn, và bạn cũng sẽ trở nên mạnh dạn hơn qua cái sự chỉ định, cái sự hướng dẫn của cái người này. Dùng cái sự hướng dẫn thì nghe ghê quá à, vậy nhưng mà người này sẽ vẽ ra cho bạn là bạn, cho bạn biết bạn cần phải làm gì, hoặc chí ít thì người này đến cũng để đánh thức bản thân bạn sau một khoảng thời gian mà bạn quá là rụt rè, bạn đã ngủ vùi trong chính cái sự sợ hãi thế giới bên ngoài của bạn. Hãy nhớ rõ, đây Spider Woman Universal Connection. Tụi bài số 2 kết thúc. Hỡi những con dân chọn tụi bài số 3, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bởi vì chính cái tụi bài này cũng là cái tụi bài mà tôi chọn, mà tôi biết chắc chắn là vợ tụi bài nào mà tôi chọn, mà mấy cái xấu xấu thì kiểu chấp niệm bản thân là nó thúi râm trời, đúng mọi người, nên mọi người phải chuẩn bị đón nhận nha. Ok, tụi bài số 3 với viên đá màu tím, thạch anh tím rất là xinh đẹp ở đây. Đó. Rồi, chúng ta hãy xem. Vậy thì cái chấp niệm bản thân của những người chọn tụi bài số 3 đó là gì? Ở đây Đi lấy ra một cái lá bài từ bộ bài quỷ học. Cái lá bài này đó là con quỷ Azael. Azael theo sách nó ghi lại á, thì Azael là một cái linh hồn sa mạc, tức là linh hồn tồn tại trong sa mạc và đơn độc, được tôn thờ bởi một cái nhóm người cổ tên là Shemite cổ đại. Cái Azael này, ông ta là một trong những cái người cai trị những cái linh hồn hoang dã dạng giống vậy á. Và Azael được phân loại là một trong những thiên thần báo thù, tức là trước đây Azael cũng đã từng là một thiên thần. Cái con Azael này á, đôi khi nó được so sánh với quỷ Satan, là Satan á, nếu mà mọi người có biết tới. Và Azael được xem như là một cái bậc thầy về nghệ thuật huyền bí nè, hoặc là ông ta thường đem đến những cái món quà như là kiến thức và thông tin cho những cái người mà ông ta ghé thăm tới. Nghe thì có vẻ là nó hơi trừu tượng, nhưng cái con quỷ Azael này nói chung lại thì cái chấp niệm của bản thân của bạn nằm ở việc chấp nhận và khiêm tốn. Một cái tán vô mặt tươi luôn. Mà trong sách nó ghi rõ ràng luôn, thì con Azael này á, đó chính là hãy cẩn thận với việc đổ lỗi cho một ai đó hoặc khiển trách người khác một cách thái quá. Đia thì á, không hẳn là Đia sẽ đổ lỗi cho người khác, mà Đia bị một cái tật là khiển trách thái quá. Nếu mà ai mà bạn bè mà chơi thân với Đia, đứa nào cũng sẽ biết được rằng là Đia dữ lắm, cái miệng của mọi người Đia dữ lắm. Và Đia hay bị là khẩu xà tâm Phật á, kiểu giống như là Đia chửi dữ lắm kìa. Nó mà chỉ cần làm sai cái gì một cái thôi là Đia sẽ thay mặt cha mặt mẹ ngồi chửi luôn á. Thì kiểu là đó, tôi hay bị khiển trách một cách thái quá trong cái chuyện gì đó. Thì đây, một trong những vấn đề khiến cho bạn khiển trách người khác thái quá, đó chính là việc bạn không tự tin vào bản thân và bạn thiếu đi cái phần đó là chấp nhận. Thiếu đi cái phần chấp nhận. Thì cái chấp niệm của bạn nằm ở vấn đề là bạn đôi khi bạn rất là cứng đầu và bạn không chịu chấp nhận một vài vấn đề hoặc một vấn đề gì đó. Ở trong đây á, còn thấy được việc á là cái con quỷ này nè, như Đi có nói là cái con quỷ này đôi khi nó sẽ xuất hiện với hình dạng một cái thiên thần, bởi vì trước đây nó cũng là một thiên thần sa ngã, cho nên nó cho thấy việc là bạn có một người sống hai mặt. Tôi nói tới đây tôi cảm thấy tôi đau lòng quá, như tôi đang tán như mặt tôi vậy trời.
bạn thường cũng là một người có cái thói sống hai mặt. Hai mặt là như thế nào? Thật là bạn theo kiểu là đi phải dùng cái từ đó là đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đây, Azael. Và bạn hay bị đổ lỗi cho người khác, hay bị gắt gỏng với người khác. Nhưng để làm rõ hơn thì đi muốn lấy thêm một vài lá nữa. Ôi, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ lòng nhân từ thôi các bạn ạ. Đây, Ten of Water cho thấy là, thế kiểu là nếu mà bạn có những cái chấp niệm đó, bạn có hay la mắng la rầy người khác, hoặc bạn hay chửi rủa người khác, hoặc bạn có đôi khi bạn không chấp nhận được một cái sự việc gì đó trong cuộc sống, thì cũng bắt nguồn từ những cái lòng tốt của bạn thôi, cũng từ cái cảm xúc của bạn thôi. Hay còn nói một cách khác là bạn đang đứng đó mọi người, đó là đứng đó. Đây, chứ mình không có biện bạch gì hết trơn nha. Nói chung là bạn thì đôi khi bạn cũng hơi nóng tính, thì thôi thì mọi người hiểu cho, chứ không phải là bạn có cái ý xấu gì. Ở đây còn nhìn thấy được Seven of Water, bạn cũng là một người rất là tham vọng trong cuộc sống, bạn cũng là một người rất là tham vọng. Và bởi chính cái sự tham vọng này của bạn á, bạn sanh ra một cái thứ bản chất của bạn đó chính là cầu toàn. Mà nếu mà bạn cầu toàn mà bạn dính theo con Azael nè, là bạn cầu toàn đến mức chi tiết, rồi xong người ta làm không được, dù cái vấn đề đó 10 thôi mà người ta làm mới được có 7-8, chỉ thiếu có mấy, có 1-2-3 gì đó, bạn chửi người ta té tát rồi đó. Đây, chính nó. Mà còn một cái vấn đề nữa, bạn á là một người rất là cứng đầu và bạn nhìn việc chứ không nhìn người. Cứng đầu và thực tế là một trong những cái yếu tố của bạn, nó vừa là cái thế mạnh vừa là cái điểm yếu. Cái thế mạnh là như thế nào? Cái thế mạnh cho thấy được cái việc đó là bạn rất là công tư phân minh, bạn đâu ra đó lắm, chứ bạn không có bị nhập nhằng bởi cảm xúc. Nhưng cái điểm yếu của bạn đó là đôi khi bạn bị lý trí quá, bạn bị khuôn mẫu quá, khiến cho nhiều người cũng không có ưa bạn. Ừ, nói chung là cũng không có nhiều người ưa đi đó mọi người, nghĩ tới mà đau lòng. Đau lòng chị hai cười tẹt rung. Đó, đây chính là cái tụ bài này. Vậy thì hãy xem rằng là ai sắp đến để giả vô mặt đia. Và những con người chọn tụ bài số 3 này, một cái nỗi đau về chấp niệm ai. Đầu tiên chúng ta có lá Seven of Cups. Đây, lấy độc chị đầu. Seven of Cups cho thấy được là nếu bạn là một người tham vọng thì sắp sửa bạn cũng sẽ gặp một kẻ tham vọng giống như bạn. Tiếp, Five of Wands, sẽ gặp một vấn đề gì đó cãi vã trong công việc, hoặc là không đồng nhất, đồng thuận về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nhưng đi nhìn thấy rõ ràng hơn đó chính là trong công việc. Three of Pentacles, bạn gặp một chút xíu rắc rối ở trong vấn đề công việc. Và cái người này đến để giả vô mặt bạn, đó là bạn không nên có cái thái độ khiển trách thái quá cho với người khác như thế. Có thể người ta sẽ nổi gióa với bạn, nổi khùng lên với bạn nếu mà bạn chửi người ta quá xá. Nói chung là mọi người phải hiểu là mọi thứ bắt nguồn từ tình yêu thôi mọi người à. Đó, nên cũng rất là thông cảm những cái bạn tụ bài số 3 là những cái bạn mà miệng nghiệp. Đó, cái chấp niệm của bạn là bạn không chấp nhận được cái lỗi sai của bản thân và không chấp nhận được lỗi sai của người khác á. Bạn cứ nghĩ bạn toàn vẹn á, bạn cứ nghĩ bạn chỗ maximum master á. Thì đôi khi thì mình sẽ khó. Có người mà làm sao tránh khỏi những cái thứ như là sự tự kiêu, kiêu căng được, đúng không mọi người? Nên đôi khi á, chính bản thân bạn cũng sẽ có những cái yếu tố này trong cuộc sống mà bạn không có control nó được, bạn không có kiểm soát một cách tốt nhất được. Ở đây đi có một cái lá bài thể hiện cho cái việc rằng là một cái lời khuyên cho bản thân bạn. Ở đây bạn có nữ thần Senna. Nữ thần Senna đem đến cái việc là cleansing. Đi cạo nhớt đi mấy bạn. Cleansing, bạn cần phải dẹp bỏ những cái tâm tà, tâm ma trong lòng của các bạn. Bạn bớt quỷ, bớt yêu lại, tu niệm ăn chay đó, tu niệm ăn chay năng, đi nhà thờ đọc kinh xúc mến, không thôi ai đạo Phật thì đi chùa, rồi với cái tấm lòng hoằng pháp lợi sanh và không bao giờ chửi bới người khác thì ok hơn nha. Nó nếu là cleansing, hãy làm mới con người mình ra, hãy mở rộng tâm hồn mình ra, và đôi khi hãy tha thứ cho những người khác nha. Tụ bài số 3 kết thúc. Ta-da, và tụ bài cuối cùng cũng là tụ bài số 4 bắt đầu thôi mọi người ơi. Ta-da. Vậy thì để xem rằng là ai sẽ là người đến đi giả vô trong cái nỗi đau chấp niệm của bản thân bạn. Thì đầu tiên đi muốn biết là cái nỗi đau chấp niệm đó, cái chấp niệm đó là cái gì. Đầu tiên ở đây đi có lấy ra một cái lá bài từ trong bộ bài quỷ học. Bộ bài này, cái lá bài này nó miêu tả con quỷ vui. Cái con vui này nó được mô tả trong sách á là một đại công tước của địa ngục. Và cái con quỷ này được mang hình dạng của một con lạc đà, nhưng có thể biến thành một người với cái chất giọng Ai Cập, theo kiểu giống như là có thể nói tiếng Ai Cập đó mọi người. Và cái con quỷ này nó cũng đại diện cho sự tà dâm và sự liên kết tình bạn. Liên kết tình bạn và tà dâm thì nó dính líu gì đến cái chấp niệm của bản thân bạn. Cái chấp niệm của bản thân bạn là đôi khi bạn là một người phóng khoáng, và đôi khi cái sự phóng khoáng của bạn bị những người xung quanh phán xét là bạn hơi quá đà, bạn hơi lẳng lơ, bạn hơi lăng loàn đó, hay kiểu giống vậy. Nhưng
Nhưng bên cạnh đó thì bạn á, bạn hiểu bạn là như thế nào, nhưng mà đôi khi bạn vẫn cực vấn về bản thân là có thật sự bạn xấu xa như những người xung quanh bạn nhận định hay không. Nhiều khi như vậy thôi nha. Bên cạnh đó thì cái thông điệp chính thức của cái lá bài này á, thì nó có nghĩa là tập trung vào những cái việc giải quyết mâu thuẫn với kẻ thù hoặc tìm ra những cái điểm chung để hai bên hợp tác, nên cho thấy được việc một trong những cái chấp niệm của bạn đó chính là định kiến bản thân. Định kiến bản thân là sao mọi người? Định kiến bản thân đó, nó thể hiện cái việc là khi bạn ghét một ai đó, khi bạn không thích một ai đó, bạn có một cái cá tính rất là mạnh và bạn sẽ quyết định là ok, thay vì giả lả thì tao sẽ không có tiếp cận với nó luôn, tao sẽ mặc kệ nó, tao sẽ bỏ nó qua một bên, không coi nó ra gì, dạng như vậy đó. Nói chung là bạn thường bỏ ngoài tai những cái người mà không ủng hộ bạn, hoặc là bạn thường gọi là không có cái nhu cầu liên kết với những cái con người mà đôi khi họ góp ý bạn một cách nó hơi thái quá, hoặc là bạn cảm nhận họ đưa cho bạn những cái thông điệp tiêu cực, thì bạn thường không có thích những người đó và cũng không có nhu cầu làm hòa với những người đó luôn. Đó, một ha, đó chính là định kiến. Vậy thì xem cái định kiến này nó còn như thế nào nữa. Trong cái chấp niệm bản thân của bạn, lý do tại sao đi lại dùng cái chữ định kiến ở đây thì nó lại càng ngày rõ ràng hơn. 10 of fire, 8 of earth và 4 of water. Cho thấy được việc bạn là một cái người khi mà làm một cái gì bạn rất là tập trung, bạn rất là đầu tư. Tuy nhiên bạn rất là dễ, bạn là một người không có chịu đựng được cái stress quá nặng. Bạn thấy kiểu là thật sự bản thân bạn rất dở chịu đựng những cái gọi là áp lực công việc, hoặc là áp lực danh vọng, hoặc áp lực gia đình. Nói chung bạn không thích chịu áp lực và cũng không thích người khác nghĩ xấu về bản thân mình. Cái nghĩ xấu ở đây là ok, người ta muốn nghĩ thì nghĩ. Nhiều người ta sẽ đón nhận cái nghĩ xấu đó kiểu là ô, bởi vì tôi là như vậy thì tôi như thế này, bạn muốn nghĩ như thế nào đó là quyền của bạn. Nhưng ở bản thân bạn, bạn không cho phép, hoặc là bạn cảm thấy rất là bực bội nếu mà những người xung quanh nó có những cái ý hiểu không đúng về bạn. Bạn thường lấy nó là một cái gánh nặng của bản thân và bạn thường suy nghĩ rất là nhiều. Bạn cũng là một con người sống rất là trầm mặc. Từ cái sự trầm mặc đó thể hiện việc là bạn nghĩ rằng bạn là một người luôn luôn cố gắng để mở lòng ra với xã hội, nhưng mà đéo bạn à. Nhưng mà éo có nha bạn nha. Tại sao mà đi lại phải văng cái từ hồi nãy ra là bởi vì đơn giản là bạn bị nhập nhằn á. Nhìn thấy bạn rất là nhập nhằn. Đi mắc cười quá à. Nói là bạn rất là nhập nhằn, bạn thì bạn cứ nghĩ là bạn là một người rất open và rất là cởi mở, nhưng không. Không, bạn là một người cực kỳ định kiến. Và bạn lại còn bị một cái là bạn khó chấp nhận những cái sự thật. Bạn khó chấp nhận những cái sự thật của bản thân, hoặc là những cái sự thật đau lòng đó. Bạn khó chấp nhận nó lắm. Tiếp, vậy thì cho đi xem rằng là ai sẽ là người đến để chạm vào cái nỗi đau chấp niệm của bạn. Ai? Chúng ta có lá 7 of Wands, 8 of Wands và cuối cùng là 6 of Cups. Một người bạn cũ, hoặc là bạn đã từng bị một người mà bạn gọi rất là thân, một người bạn rất thân thiết, bạn trao cho họ tất cả mọi thứ nhưng rồi họ đạp đổ bạn, hoặc là nhưng rồi họ phản bội bạn. Đây thì cho thấy được việc là chính cái con người này cũng đã từng lăng mạ hoặc là buông những cái lời góp ý bạn, nhưng mà bạn cho rằng đó chính là cái việc là thế là người ta góp ý á, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng là cái đó là cái mà người ta không hiểu bạn nên người ta mới nói như vậy. Bạn đã làm cố gắng hết tất cả để cho cái người bạn thân của bạn hiểu bạn, nhưng bạn thân của bạn không hiểu bạn, và bạn thân của bạn lại hiểu bạn theo một kiểu không được mấy tốt đẹp cho lắm. Cho nên đôi khi bạn sẽ rất là đau lòng. Ở đây cho thấy được việc là đây, một người bạn cũ, hoặc có thể là trong quá khứ cái điều này đã xảy ra rồi, một người bạn nào đó mà bạn rất là tin tưởng, bạn nghĩ rằng là người ta hiểu bạn á, nhưng mà thật sự là người ta không hiểu gì về bạn hết trơn. Đó. Vậy thì một thông điệp vũ trụ đến cho bạn. Ở đây chúng ta có một cái lá bài của nữ thần Niai Loro Kidul. Cái nữ thần này á, với cái lá với cái cụm từ là transcendence. Đầu tiên, transcendence có nghĩa là sự ưu việt ha. Nó có nghĩa là ưu việt hoặc là vượt trội hơn người khác. Đầu tiên bạn cần phải hiểu rõ bản chất của bạn là một cái người rất là đặc biệt. Bản thân bạn cũng rất là đặc biệt, bạn ưu việt hơn người khác. Cái này là cái quan trọng. Nhưng trước khi bạn muốn ưu việt và đặc biệt hơn người khác thì bạn hãy chú ý vào cái cụm từ. Muốn có transcendence, đầu tiên bạn phải có cái trans. Bạn phải có cái trend trước, tức là bạn phải có cái sự thay đổi. Bạn cần có những cách nhìn mới, hoặc bạn cần biết chấp nhận và lắng nghe nhiều hơn. Bạn cần thay đổi bản thân của bạn theo một cái chiều hướng nào đó tích cực hơn, thì rồi cuộc sống bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, thì rồi bạn mới có thể buông bỏ những cái chấp niệm của bản thân được. Ok, tủ bài số 4 kết thúc.
Ok mọi người ơi, thì cuối cùng thì cái tụ bài ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đi rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Và nếu mọi người muốn đi trải bài về một cái vấn đề gì đó thì mọi người có thể comment xuống phía dưới cái phần bình luận. Rồi, bên cạnh đó thì mọi người có thể bấm like, share và subscribe kênh channel của Đi nếu có thể nha. Đi rất là, bởi vì những cái đó là những cái gọi là những cái động lực để Đi làm tiếp những cái video tiếp theo. Bên cạnh đó thì Đi cũng có những cái link dẫn đến fanpage và Instagram của Đi, thì để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Thì mọi người nhớ gọi là cũng subscribe những cái kênh đó, gọi là theo dõi những kênh đó với Đi nha. Rồi bây giờ thì cái video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và ở đây Đi có một cái vỏ sò đang đốt lá xô để Đi sẽ thanh tẩy mọi người. Bây giờ nãy giờ Đi trải bài có vẻ nó hơi nghiệp đó mọi người. Cho nên bây giờ mình thanh tẩy chút xíu đó. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.